Cube. Cái mỏ dài dài quá trời dài. Đánh cái kênh này thôi là thầy luôn. Móc đất rồi bỏ thoải mái luôn, bỏ sâu vô trong luôn được các bạn. Của Bách Xu này, của Long An, bí số luôn các bạn, 62 Long An, rất là dài, cần dài thông thường, cần khủng hoảng quá ha, cần này múc bỏ xa được. Cũng khít dài vậy bỏ mấy đá tài xế đi của mình phải bỏ xe chạy ra sao không có lính. Nó mất tiêu rồi, người ta sẽ chạy ra sao làm gì mất tiêu rồi, ăn cơm quá. Đừng nói là đậu xe vậy ăn cơm nha. Lên rồi kìa, lên kìa. Quặp sâu từng nó dài nó sâu vậy đưa vô xa mới được bạn, đưa vô cái lỗ trong đó đó nó rất là xa chòm rớt cho liền các bạn, quá cái lỗ quá xa luôn, cần dài cho nó đưa vào rất là gọn. Cái bê chạy rất là êm luôn. Đưa vô thuốc trong luôn. Có cái lỗ ở trong đó đấy. Lỗ bà con lấy đất. Rừng rất là dài. Về này ở Long An các bạn. Nó rớt xuống cái lỗ gọn hơn luôn ha. Cái cần nó chưa hạ xuống nữa mà. Nó còn đưa tới luôn. Dài khủng khiếp. Đưa vô cái lỗ luôn. Công ty xây dựng thủy lợi Long An nha các bạn. Nó đưa vô cái lỗ là chạy mất tiêu nè, nó rớt dưới mất tiêu.
rất là dài, rất khủng hoảng. Vâng, đây là cái con Kobe đang làm cho công ty xây dựng thủy lợi của Long An, khu vực của Long An. Đây đường D, đường D. Rồi, chào các bạn.